Rồi dở lên rồi bưng cái niệm này vô bưng nổi không vậy trời. Đây có nhà hảo tâm á, cái nhà hảo tâm giúp đỡ cho nguyên niệm mới luôn. Niệm mới người ta order, người ta mua đó nha, mới luôn nó đã chưa. Thấy nhà hảo tâm thương chưa hả? Nhà hảo tâm này giấu tên, nhà hảo tâm này giấu tên nha quý vị, giấu tên không có cho biết. Nhà hảo tâm này ở San Jose đó, nó hy vọng là việc phải sống tốt. Bưng vô rồi khui ra, bưng nổi không vậy trời. Rồi bây giờ khui niệm này ra coi. Khui niệm này ra coi, đây là cái niệm của nhà hảo tâm giúp đỡ. Kiến gì vậy? Mắt kiến của nó hả? Ồ, cái kiến gì vậy? Nó lụm lên nó coi. Trời ơi. Ờ, trong phòng không có tấm kiến hả? Ờ, không có tấm kiến, không coi kiến coi đẹp trai không hả? Ờ, vô tập đấy coi muscle. Mày lột cái khẩu trang ra coi. Dục đi coi, dục đi. À, dục cái coi đó. Giờ cô Khanh phải đi dọn phòng cho nó kìa. Cô Khanh phải. Ờ, cô Khanh bữa nay không có đi làm ở nhà, cô Khanh phải vô quét phòng cho nó kìa. Nổi ơi. Vũ vũ lên để cái miệng đâm mỏng cái mẹ. Đồ ăn rồi còn không? Mì rồi còn mà phải không? Còn. Đó rồi khui nệm ra. Rồi bỏ nệm xuống coi. Rồi cái ga nệm á thì chảy lên dơ thì phải giặt. Từng giặt lần phải không? Không gà giặt lần nào chưa? Giặt hai lần rồi. Ồ, giặt đầu hai lần rồi. Tại ở đây mấy tuần rồi. Nùi không à? Mà bữa nay đỡ rồi. Bữa nay là không có ai tập lưng nè. Không chống có tập lưng nè. Chống chải không có dục đồ đồ này cái đâu kia cái. Không có dục nữa, tôi chắc không dỗ nữa. Dạ. Vậy là cô Khanh cũng có vô quét phòng cho nó. Dạ có. Lâu lâu. Chú đi ra đó. Ồ, oh, ok, cô mua xe cho ba con chạy vô. Ok. Có nè. Đẹp, niệm của nhà hảo tâm cho mới tin luôn. Ta order đó. Trong thùng mà. Order trong thùng luôn. Rồi cái gì người ta kêu thằng tới chở. Rồi, ngon lành nè Việt. Rồi phải lấy cái thùng đi ra đạp cho nó dẹp. À, đạp dẹp bỏ lên xe cầu. Chải cái niệm lên bọc lại đừng cho dơ nha. Tôi dọn vô đây hồi dục cho cái tôi có dục không? Tôi dục thì quen không mất mơ mất tự dục nữa. Ờ, à, đó tôi dục quen mới bố bắt tôi dục nữa rồi tự dục đi ha. Tự dục đi à, cho đúng rồi đó. Cho cho biết dục. Ừ. Rồi tự làm đi, em cho biết làm với người ta. Không thôi mình làm cái thôi để bà làm cái nè. Ờ à, đúng rồi. Thôi bà thương bà mới làm giùm chứ. Rồi mặc cho coi. Cái quạt cái quạt cái quét phụ á thôi. Ờ. Cái quạt tắt ở đâu? cô Khanh mới thấy bà cũng ngứa tay phải đi dọn giùm cho nó kìa. Thì con trai đàn ông ở nó bậy hay, nhiều khi nhiều thằng trai kỹ còn nhiều thằng không kỹ nó bậy hay. Rồi cuốn lại đàng hoàng cái ga niệm cho nó gọn nè Việt ơi, cái đầu này còn chưa nhét xuống nữa đó. Nhét đàng hoàng lại kìa, nhét đàng hoàng rồi đẩy vô sạch sẽ gì nè thì sao cũng được á. Đúng rồi, đừng có dơ quá là sợ. Ừ. Mình sợ nó nhầm cái nước nôi đồ ăn đồ. À. Con này cũng khi nó bò vô á. Ừ. Mở nó sợ nó bò vô á. Mặc áo niệm vô bọc kéo cho nó đầy lại. Nè hồi cái nửa cái niệm nó đem về để hướng này nè. Cái nào không để qua bên đây nè. À. Rồi nó thích bên đây cả nó đi. Không biết. Ồ, gần gần cái quạt đúng rồi, nó thích đâu nó dời đó đi. Nó thích đâu vậy đó. Rồi nó nằm cái dừa không? Dừa phải không? Ờ, mua cho ổng một bó đũa. Ờ ổng ăn đũa tôi dục hết trơn rồi. Đũa không có dục, của nội ăn rồi của người ta rửa. Dục hết rồi. Ăn rồi ổng dục luôn. Ừ. Trời ơi, ổng quen kiểu ăn đồ dục bỏ hả? Ừ, mua cho ổng bó đũa. Trời ơi, vậy đó. Mua cho ổng bó đũa, ông nhớ ông sống ông kỹ kỹ một chút, ông quét ông dọn nghe không? Nghe thấy không? Ừ. Rồi sao cái phone gì mà tối ngày là chị Hằng gọi không có được vậy? Không có quốc hả? Ờ, police nó trả lời hả? Trời, nó apply job á, thích làm police không à? Đang đi học thi vô ngành police. Nó có ý chí giỏi. Gác.
Officer Nguyen. Lột khẩu trang ra coi. Hả? Lột khẩu trang má. Cởi ra ai mà tối ngày trong nhà cứ đeo. Đi exercise hả? Nãy giờ đi exercise hả? Đi mới về. Ngày nào đi là chạy. Mua nước uống hay gì? Ngày nào cũng đi chạy hả? Đi chạy để cho má sầu để làm police mới được hả? Phải chạy cái đồ cho pass cái physical test. À, vậy hả? Đúng rồi. Test, phải phát cái người ta test mình đó mới được. Đúng không? Exercise chiều cao thì chắc đủ rồi, nhưng mà còn phải cân nặng nữa. Tại cái đó là làm phải đủ tiêu chuẩn. Làm nghề đó đó. Phải đủ tiêu chuẩn chiều cao, cân nặng nữa. Biết không? Exercise mà bắt ông sẽ thấy thiệt thì về thì arrest thiệt đó. Đâu rồi, đâu có ra, đâu có dám vô phòng của chú đâu. Tại bữa nay là sẵn hàng tới để mở ra, để nó bỏ rồi. Khi chú cũng vừa đi ra, cái mình thấy là sạch dơ. Thấy dơ quá, chết mẹ ơi. Ôi là trời. Chứ mình đâu dám vô phòng người ta, mình phải vô, mình hỏi kiếm là đàng hoàng. Chứ mặc dầu nhà mình, nhưng mà nó hỏi, chứ mình vô mình bậy, không có được. Mà phòng nó có gì đâu. Biết rằng vậy nhưng mà có gì đâu để xét cái tủ lạnh có gì ăn. Đâu? Hả? Này để đâu? Để đây thì lùa hết đó qua. Trời ơi, này mày ăn cái gì vậy? Hả? Uống gì vậy? Uống nước đi. Uống nước để cho nó có cái energy hả? Không, này thì cái phát cho. Bỏ vô nước uống thôi hả? Vậy hả? Rồi. Bỏ vô nước uống thôi. Rồi kim băng nè. Trời đất ơi, rồi coi cái trong đây có đồ ăn gì nữa. Không có nồi. Ok, bữa nay tủ có gì ăn, bánh mì đã ăn hết chưa? Mấy còn miếng không chứ đó kìa. Bữa đó mua nè, đồ ăn cho nó mua còn ăn còn không? Rồi nước uống. Đó, nước uống. Rồi nước gì đó đổ thì phải đổ mày, tao nói nước gì là mày hiểu hả? Đôi khi nó đi lâu rồi xuống dưới này nè. Con Khanh bà cũng ngứa tay. Bà hết. Nặng á. Nặng á, ừ. Nặng á, làm ơn mình sạch được rồi. Sạch được rồi nè. Không sạch là chết liền. Đó, có niệm mới nằm luôn sướng. Này nhà hảo tâm thương cho đó trời. Được rồi, đừng lo nữa. Không biết miếng nệm này chừng mấy trăm không biết. Mấy thương nè. Dán đâu nè, dán đi nè. Cái nệm cái tinh này chắc cũng mấy trăm à, chắc cũng 200 không ta? Hơn à. Cái này nữa là bóc để lên, rồi để vô. Khoan, ủa thích nằm ngay cửa sổ cho mát. Rồi để vô. Rồi đó xong rồi đó. Rồi. Đúng rồi. Giờ vậy đó. Ừ, nằm vậy đi. Nằm vậy rồi đúng rồi đó. Này, cô Khanh giống như là mơm vậy đó. Còn gì nữa? Cô Khanh giống như là mơm rồi. Trời ơi. Sạch sẽ rồi đó, giữ sạch chị nghe không? Giữ sạch chị nghe không? Nhớ chưa? Biết giữ sạch chưa? Vậy nóng muốn chết mắc mớ gì mày mặc áo lạnh gì vậy? Có chảy mồ hôi vậy mà nó còn không cởi cái áo khoác kìa. Đi ra ngoài đường cũng khoác vậy hả? Đái quần không? Rồi, đái quần cái gì? Cái gì đái quần? Nó không phải đá trong quần. Ờ, nó nói là nó ngủ không có đá trong quần, không có đá trong giường. Ôi ơi, cái này còn đá trong quần nó chắc chết luôn á ông nội. Ngủ mà đá trong quần nó tao lại luôn á. Ồ, cái niệm này cũng ok rồi. Đó mày nằm thế hay vừa không Việt? Vừa không hay là ngắn? Chiều dài của nó. Nào đắp có thì xì đắp, con nào mà không đắp thì xíp lại đi được á. Nha. Xíp lại bóp tới hai cái. Nha, cái này không chảy không nằm. Thì nó biết hỏi nằm mà bỏ không có niệm thì nằm. Không có niệm không chảy không nằm. Xếp lại cất. Nó bỏ được. Bỏ phải không? Vậy hồi đem đi bỏ. Vậy bọn hồi bọn nhét cái thùng đó cho ông tự. Hồi ông tự ra ngoài ông nhét ông bỏ không có nội. Dùng cho tôi đi mần về tôi mệt lắm đó nghe không? Ừ, cô Khanh đi mần về mệt lắm á. Ai để thuốc dán vậy? Tôi à. Ờ. Tôi sợ dán ổng nhầm kia ổng ăn ổng không dẹp đó. Ờ. Sợ. Ủa con này con kia nó bò vô mất công. Dạ. Mình nhà mới cũng như vậy. Đó, thấy cô Khanh sạch sẽ chưa ông nội? Ông nội nhớ sạch sẽ dùm sẵn bên hai hàng tới cô Khanh có ở nhà cô Khanh mới vô cô Khanh dọn phòng dùm cho. Dơ lắm nhưng mà không dọn tại vì mình có chú nhà rồi mình mới vô phòng ta chứ không có gì nhưng mà đâu. Đó. Nó đi nó cũng đâu khóa phòng khóa bọng gì phải không? Không có
Có khóa không Việt? Có khóa cửa phòng lại không? Đồ vô có lót không? Không, không có lót, đâu có gì đâu lót. Đâu có cái gì đâu mà khóa lại. Rồi á, là nè chút xíu nữa thì cái chị Hằng nói chuyện nè, gửi cái tiền phòng luôn cho cô Khanh 2 tháng nữa là được, trả tiền phòng 3 tháng. Đó, đó giờ cô Khanh đi dọn cho kìa, tội nghiệp chưa? Đó, đi dọn có sắp xếp giống như người mẹ vậy đó. Đó, giống như người mẹ đi lo phòng cho con vậy đó. Mấy cô đây thấy cái thương thấy không? Đó. Ủa, mẹ của Việt bao nhiêu, 70 tuổi rồi hả? Ờ, 70 tuổi hả? Ờ, mẹ Việt 70 tuổi, còn cô Khanh còn trẻ sao? Có chục không cô Khanh? 65 rồi. Ờ, cô Khanh 65 thì kêu mom luôn đi. Kêu mom luôn cũng được rồi. À, phải không? Ừ. Rồi mom nhắc cái gì phải nghe lời. Phải dọn dẹp sạch sẽ. Ờ, phải sạch sẽ, phải nghe lời nữa. Còn cái đó cuốn để dưới đó. Còn đồ dơ là phải mặc bỏ vô trong cái bọc đen rồi tới từng thì giặt nhớ chưa? Ờ, tới từng giặt một lần. Ờ, còn bọc này là bọc gác, là để riêng bọc. Có hổm đi chợ có mua bọc đựng gác rồi luôn mà. Xe cộ thì bỏ đại vô bọc đi. Cái đó vô trong xe cộ, còn nếu mà gác đồ ăn ngang thì mình phải có thùng gác thôi. Xe cộ là xe cộ, còn gác ăn là gác ăn. Vậy là sạch sẽ rồi đó. Vậy là sạch sẽ rồi. Cứ nhăn nắp vậy là được rồi. Ờ, ừ. Cô Khanh cũng kêu đổ nước trà đó. Tại vì sao nhầm khi mình đổ mình bị một dáng á. Dạ đúng rồi. Chứ nó hôi á. Rồi xong rồi đó. Dừng nào, dừng sau kêu qua nha. Một chút nữa là chị Hằng đi về là phải đổ mấy cái đó đó nghe chưa. Bữa nay là phải đổ bữa khác tao lại còn là mày chết với tao không nói rồi. Mua cho bó đũa. Để con đi chợ mua cho bó đũa. Rồi bây giờ ngồi xuống đây coi để chị Hằng nè. À, gửi tiền cho cô Khanh luôn. Ừ. Mày lột khẩu trang cho chúng tao đi, rồi mày cạo râu ghê, rồi có đồ cạo râu rồi sao không cạo vậy? Hả? Chị Hằng có mua sẵn đồ cạo râu hết trơn rồi, tại sao không cạo? Trời đất ơi. Bi gì cũng không nổi tao á, bi gì mày lo mày làm gì bi gì vậy? Hả? Đó, có chạy thể dục không? Hả? Có chạy thể dục không? Exercise không? Exercise, chạy. Khi nào vô pass được cái test mà để vô đạt tiêu chuẩn thi vô vào ngành cảnh sát á, thì vô gắng làm để vô pass đi ha. Nếu mà vô mà phát được cái test đó là vô number one. Hả? Đúng rồi, police là phải kỹ lưỡng sạch sẽ nữa, nghe cô Khanh nói sao? Nó gán để nó phát cái test đó. Tại vì người ta gửi về, người ta kêu đó là test cái gì đó. Nó ok, có ý chí thì được, miễn sao cứ thử, phải không? Cứ thử không có sao. Đó. Polis là thôi chứ ai cũng mừng giùm đó. Giờ bà má 70 tuổi cũng mừng quá trời quá đất luôn á. Bà má 70 tuổi mà biết mà việc mà nó phát được cái polis đó thôi chứ bà sống thêm á hả 30 năm nữa là bà sống tới 100 tuổi luôn á. Hiểu không? Hiểu là tốt rồi. Hiểu là tốt rồi. Ok. Bây giờ đó là chờ chị chút xíu. Rồi, cô Khanh ơi, ngồi quay mặt cho đây cái việc. À, cô Khanh vô đây giùm con đây, con gửi tiền à. Con gửi tiền phòng cho cô Khanh luôn ha. Rồi, bây giờ là bữa hổm là con gửi cho cô Khanh 1 tháng rồi ha. 1 tháng là tháng này nè. À, là tháng 8. Là tháng 8 đó, tháng 8. Bây giờ tới gửi thêm nữa là tháng 9, tháng 10. À. Coi như đầu tháng 11 mới trả tiền phòng tiếp. Đúng rồi. Để coi một là ngàn mốt 2 tháng nữa phải không? Đúng rồi. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ok, bây giờ con gửi cho cô Khanh ngàn mốt nữa là nó ở đầu tháng 11 nó phải tự trả tiền. Chú trả không chú hả? Hả? Chú trả hả? Không sao thì cô có gì cô gọi con được rồi, nhưng mà ý con nói là đầu tháng 11 vô phải tự đi làm đi trả tiền phòng. Ok. Nhớ chưa? Ok. Không, không sao, có gì cô cứ gọi hàng nhắc nhở nó. Hàng nhắc nhở nó ha. Là bây giờ nè, đây là tiền của các nhà hảo tâm. Trả cho Việt được 3 tháng tiền phòng. Ok. Là bố hỏi đương tháng rồi. Bây giờ thêm 2 tháng nữa là coi như ở tháng 8, 9, tháng 10, đầu tháng 11. Tháng 11 trả tiền. Đầu tháng 11 phải trả tiền. Ok ok ok. Nhớ chưa? Nhớ chưa muốn nội? Mày ok không? Mày không hiểu tao chết á. Là đầu tháng 11 phải trả tiền ha. Ok, hồi bữa đó là chị tính tất cả là trả cho Việt 3 tháng tiền phòng á. Thì Việt còn nhiều. Để coi hồi bữa là bữa trả
trả việc 3 tháng tiền phòng á, với lại bữa đưa tiền đi chợ rồi này kia thì việc còn 900 phải không? Ok, hồi bữa kia là việc còn y 900 đó nha. Rồi y 900, bây giờ cái 100 này có chị này cho, ra chị đưa cho việc với việc bỏ túi đi mua đồ ăn đi ha. Okay. Còn cái 900 là chị giữ y đó 900 nha chưa? Tao không có đưa mày đâu. Bỏ đưa chú sao thì sao? Thì bởi mới nói còn một, từ từ còn 100 này của người ta cho, mình đưa cho nó mua đồ ăn thôi, còn cái 900 là chị phải giữ. Giữ khi nào cần cái gì là mua từ từ, có trên phim mà chị giữ cái gì là có trên phim hết. Một đồng cũng có trên phim. Và đưa cho việc 100 cũng ở trên phim hết, chứ không có lấy mất đồng nào của ai trơn á ha. Rồi khoan, để chị lấy 100 này ra rồi cho nói cái tên cho mày cảm ơn. Để 100 này có bỏ túi mua nước uống mua đồ ăn đi ha. Tự mình có ăn gì thì mình tự mình mua đồ ăn. Với lại hổng lại đồ ăn cung cấp cho nó không á. Mì, cà phê cái này cái kia. Rồi bây giờ để hai cái đồ cho. Ở đây chị Kim Trần á, chị Kim Trần là cho việc 100 nè. Cảm ơn chị Kim Trần. Cảm ơn chị Trần. Cảm ơn chị Kim Trần. Cảm ơn chị Trần. Cho việc 100. Và việc chuẩn bị việc đi học để làm cái gì, việc nói cho quý vị khán giả nghe đi. Rồi việc đi học làm cảnh sát. Đi học làm cảnh sát. Rồi, người ta ngồi đây mà Hy không chịu đi toilet, mà Hy nó lại kẹt cầu chứ không phải Hy bẻ lẽ như này. Bẻ lẽ Hy không dám. Phải không? Người ta. Không kẹt cầu. Nghi ngại. Vô sai vậy. Vậy hả? Thấy chưa? Sống hòa đồng đi mới làm cảnh sát được. Không hòa đồng là không làm cảnh sát được đâu. Mình phải tiếp cận với người này kia nọ, mình tiếp cận với dân hay là cái gì mình mới làm cảnh sát được. Chứ mình sống rồi mình sống bản lẻn không làm cảnh sát được đâu. Tiếng Việt cỡ đó chắc ông không hiểu. Nói cỡ đó chắc ông không hiểu, không có không à. Bây giờ mấy cô nói á là phải sống hòa đồng ở trong nhà, không có ngại. Ngại. Hiểu không? Ngại. Không có ngại, không có sai. Okay. You say right? You say everybody right? You say you find outgoing á. You going. To us, you come out here. Yeah. And talk to us to the other guy. Okay. Yeah. If you need something, you ask. You have a question, you ask. Ask cô Khan, ask cô Liên, ask em Liên. Em Liên, này kêu em Liên à, nhỏ hơn Việt nhiều. Okay. Ha. Okay. Nhớ không? Nhớ. Không có với ngại mà ghét là phải đem cái thùng xe cò hoặc thùng ghét dục, đừng có để ngoài sao sợ mèo nó xé. Nếu mà ghét thì mình dục cho thùng ghét, còn cái nào sai cò mình dục cho sai cò ha. Để cho giống như hiểu ở trong nhà cách sống để mình sống cho nó ok đấy nha. Cái nệm này của một cái nhà hảo tâm order cho việc cái nệm mới luôn. Rồi việc cảm ơn nhà hảo tâm, cảm ơn anh nhà hảo tâm. Cảm ơn nhà ông hảo tâm. Dạ. Cái anh. Một cái anh đó. Nhà hảo tâm. Dạ. Hảo tâm. Hảo tâm giúp đỡ. Ok, cảm ơn hảo tâm. Yeah. Hảo tâm giúp đỡ. Giúp đỡ. Giúp đỡ cho cái nệm mới luôn. Rồi, bây giờ là hằng có cái này hằng nói luôn, có một nhà hảo tâm nữa. Nhà hảo tâm này cho việc cái chiếc xe 3.000. Nhưng mà tiền chị Hằng cầm và chị Hằng đi kiếm một cái xe 3.000 chị Hằng mua cho việc. Ha, chứ không phải trao tiền đâu nha. Mà cho chiếc xe khoảng 3.000. Cho nên bây giờ nè, hôm nay cái video này á thì Hằng muốn nói lên tất cả cô chú anh chị em, ai có còn chiếc xe tương đối vào khoảng 3.000 nha thì có thể gọi cho Hằng hoặc là text message cho Hằng biết để Hằng tới Hằng coi cái chiếc xe. Nếu như mà chiếc xe nó được giá thì Hằng sẽ mua chiếc xe đó cho việc, để việc có chiếc xe việc đi làm đo đá hoặc là đi làm cái gì trước để có tiền trả tiền phòng. Ok, có xe xong rồi việc đi làm đo đá cho trả tiền tháng 1, tháng 2, tháng 1 tới tháng 6 là coi như bây giờ Du hứa đó là khi mà có chiếc xe xong rồi vậy Du phải đi làm đo đá. Du trả tiền bắt đầu từ tháng 11 là việc phải tự trả tiền phòng. Tại hiện tại đó là Mạnh Thường Quân cho chị Hằng đã lấy trả 3 tháng tiền phòng rồi, và chị Hằng còn giữ ở đây cho việc 900 đồng. Chị Hằng còn giữ việc là $900. Ok, 900 đồng ha.
Nên là cái tiền này 900 đồng này chị Hằng giữ đây, để khi mua xe rồi khi lúc mà việc đi làm chưa có tiền, cần tiền đổ xăng hay là tiền khi bây giờ đi mua đồ lặt vặt cái gì đó, thì mỗi lần chị đưa thì có ở trên phim hết á, chị đưa cho Việt. Còn ở đây là 100 của chị đó, mới cho sao. Thank you. Chị chăm chồng. Chị chăm chồng. Chăm chồng. Okay, và 100 đồng này để đi mua thức ăn nghe chưa. Còn thôi mày nhịn đói gắn chịu đó. Tao không đưa đồ ăn nữa. Cũng thôi mày nhịn đói gắn chịu đó. Xài hà tiện để mua thức ăn. Rồi bây giờ 3.000 đồng là mua chiếc xe cho Việt nha quý vị. Thì ở đây là một cái anh này nhà hảo tâm nữa. Cái anh này nhà hảo tâm. Okay. Là của người ta help you á. Okay. People help you đó. Muốn you stand up đó. Okay. When you be stand up. Để mà you đi lúc mà chết. You kiếm việc làm. Và you phải đi làm. You phải trở lại một cuộc sống bình thường giống như mọi người. You phải nghe lời chị Hằng. Okay. Are you listen to me? Yes, I listen. Okay. You listen to me, right? Yes, I listen. You khóa mệt. Yes, I'm from. You khóa mệt, okay? Yeah, I'm from. Ha. Rồi bây giờ Hằng hỏi là Việt nó có nghe lời chị Hằng hay không? Nó có hứa hay không? Thì Việt nói là nó nghe lời chị Hằng và nó hứa, nó nghe lời chị Hằng. Thì mỗi khi chị Hằng nói Việt phải đi làm, đi chị Hằng kiếm job cho Việt đi làm thì Việt phải đi làm. Okay, okay. Và đi làm và sống phải ở trong nhà thì phải sống sạch sẽ. Okay, okay. Và không được đi khuya quá 11 giờ đêm. Okay. Nếu mà đêm nào có khi nào đi làm cảnh sát đi khuya thì chuyện nó khác rồi. Yeah, yeah. Khi nào thực sự mình đi làm cảnh sát ha, yeah, thì đi khuya là khác. Còn nếu mà mình chưa đi làm cảnh sát á, mình mình đi làm bình thường á thì mình phải đi về nhà sớm. Chứ khi đi khuya quá thì có đi chơi khuya quá thì cô Khanh không có dám ngủ, cô Khanh phải canh việc về. Ok ok, nhớ chưa? Nhớ nha. Nhớ rồi. Rồi đừng để cô Khanh nói với chị Hằng ha. Đó, rồi bây giờ nè, thấy mọi người thương Việt không? Dám cho chiếc xe 3.000 luôn. Cho 3.000, đứa chị Hằng kêu kiếm chiếc xe 3.000 mua cho Việt luôn. Đó là nhà hảo tâm đó. Nhà hảo tâm đó hả? Ừ, nhà hảo tâm đó. Nhưng mà phải ở sạch sẽ gì nè. Phải ở sạch sẽ gì nè. Nè, có ví dụ cây chổi để ở đâu? Cô Khanh chỉ nó cây chổi. Ừ, thì khi nào Việt thấy dơ là Việt phải tự động quét nhà cho sạch và lau. Quét cái phòng mình sạch. Clean. Clean ha, anh em bỏ vô cái rác ha. Nhớ chưa, giống như cô Khanh làm hồi nãy vậy đó. Cái gì em quen mỗi cái này nè. Ờ đó, giống như hồi nãy. Có tủ lạnh tự do rồi. Ờ, có ghim cái tủ lạnh mà. Đó, trời, đồ ăn. Ông cứ nhét nước vô không à, đâu có gì đồ ăn gì đâu. Có nước thì cũng bỏ nước thì cũng được. Có gì bỏ nấy. Ờ, có gì bỏ nấy. Đó. Cái như là bỏ nước rồi nước uống, nước ngọt. Đâu có hết nước ngọt à. Ờ, còn nước bột. Còn nước ngọt hả? Ủa vô mới mua hay gì? Không, không cần nước bột, có nước xử lý được. Uống nước suối được à? Nhưng mà chị phải giải quyết cái nước này. Chị phải giải quyết cái nước trà cho xong. Nhớ đại nắp nữa nghe đại ca. Bây giờ một chút nữa trước khi ta đi mày giải quyết nước trà xong cho tao thấy. Đúng rồi, trước khi Hằng đi, nó phải giải quyết cái nước trà. Đổ xong rồi lấy một cái bọc, rồi bóp mấy cái chai đó bỏ vô và mình đi dục Sài Gòn. Ok. Và nước trà đó phải đổ vô trong toilet và kéo cho sạch sẽ. Lấy về lấy. Trước khi chị Hằng đi phải canh nó giải quyết cái nước trà xong mới chịu đi. Để là ngày hoài cái vụ nước trà này là không được. Nếu mà lỡ mà có đi xong là phải giải quyết nước trà vô red room. Ok. Lấy nước trà chạy tuốt ra bên kia bỏ. Lấy nước trà đi đổ vào đâu? Đổ trong red room số kia. Đổ trong su rồi bên kia. Đổ. Đó ở đâu? Ở tuốt qua bên sewer á, có cái đồ sewer. Như cái cống hả? Nó đi ra ngoài đường đặng đổ. Sợ nó hôi quá, đổ đây hôi quá, sợ hôi quá, đây đây. Đây nó nói đây. Là đổ ở đây hôi quá. Sợ hôi quá. Đổ vô toilet kéo nước xuống. Rồi, sợ hôi quá, đã dẫn qua. Nó sợ hôi, nó bỏ vô bọc, nó nói đem ra đường nó đổ. Rồi. Nó đem ra ống cống nó đổ. Đổ đường sewer, đổ đường sewer được rồi. Trời đất ơi, cô nội lại cô nội đi cô nội. Có tay cô nội rồi. Rồi sáng giờ đi đâu? Sáng nãy giờ Việt đi chạy exercise rồi đi mua Kool-Aid. Cho nước Kool-Aid để bỏ vô nước uống. Dạ, mua taste. Rồi bây giờ nếu mà có chiếc xe rồi á, đi làm đo đát á, thì du tự lên trên mạng, du biết cái nhà hàng nào du ghét cái shop đo đát được đúng không? Dạ. Lấy qua nhà hàng nào rồi lấy pick up rồi nó chạy qua cái nhà. Rồi làm cho phải làm schedule làm ít đâu rồi đó phải làm cái schedule. You sure là you đi làm đo đáp được phải không? Yeah, I pass a background check already. Background check already. And then you chị Hằng test you nước tiểu, test you nước trà, như chịu không? What?
sometimes chị Hằng thét nước tiểu vô á. Oh, okay. Chị Hằng kêu vô á, tiểu vô một cái hộp. Cái này hả? Oh, okay, okay. No. Vài phút này không? Lâu, cho cái này hả? Không phải, nước tiểu á. Tiểu hả? Nước tiểu á, giống như nước tiểu đó đó. Yeah. Nước trà. Sometimes chị Hằng say, oh Việt, I want to test you. I want to test. And then, okay. You be in the drawer. And then after that, I test if the nước tiểu clean hay là không clean, sạch hay không. Thì cái này hiểu hả? Không? hiểu rồi. Chị Hằng muốn nói gì không? Hiểu rồi. Không có sao, không có sao. You sure? Yeah, not scared. Không có sao, nhưng không sợ phải không? Không sợ. Vậy đó hả? Tại vì á, chị Hằng muốn cho you good, you không phải không có cái đó thì mới đi làm được. Phải không? Còn nếu mà you có đi ra ngoài, you có đi chơi, là you không có đi làm được, hiểu không? Và you không có thể lái chiếc xe được. Cái chuyện đó phải lái xe được không? Phải uống alcohol. Là DUI. Cái đó cũng không được, lái xe luôn. Vì không có DUI gì không? Không DUI, nên cái kia nữa, you có chơi kia không? Chơi gì? Cái gì? Cái nước đá thì cho gia đình coi thì cái này thử nước đá rồi coi steroid viễn phát nữa thường là làm steroid không cần không cần chắc không không cần chắc hả? Không cần chắc đâu. Nếu mà không cần chắc thì chị đâu biết chưa có dùng mấy cái smoke không? Không không hả? Chưa có không? Lâu hút này nè. Hút cái gì? Cái này cho đau á. Cái này marijuana. Hút này cho là nó hút cái lá cần sa. Này thì là đau cái gì? Ý nói là cái cần sa giống như lâu một hai cái chơi không có sao, nhưng mà không có được chơi những cái kia. Cocaine hả? Không có được chơi mấy cái đó. Ok. Hút sợ nồng. Cái đó là thử nước tiểu có đó. Phải không? Vì không chơi cái đó. Không có chơi phải không? Không có. Nha. Lâu lâu để hút nè. Lâu lâu nó có hút cần sa đó quý vị. Thì cần sa là cái lá để người ta cái đó để cho chị đau nhất thôi, mà ok cái đó nếu lâu lâu thực sự vô có thì không có sao. Nhưng mà về mấy cái mà những cái chị Hằng nói là đặc biệt việc phải không có được thì vô phải pháp những cái mà khi người ta test mình á. Test giống như giờ vô muốn đi làm cảnh sát phải không? Vô cũng phải đi test thì phải không? Yep. Khi nào you pass you mới được vô cái nghề cảnh sát đúng không? Thì nếu mà you sure you làm được nghề cảnh sát thì good rồi. Yep. Tại vì cái đó rất là khó, khi xin vô được rất là khó. Yeah. Mình làm cảnh sát khó. Rất là khó. Mà nếu cái đó là you thích, một cái nghề của you thích mà you làm được thì good rồi. Yep. Phải không? Cái này là you phải gắng cố gắng nữa nghe chưa? Yep. Bây giờ mỗi ngày mà giống như lâu lâu mà chị Hằng ghé bất tử á, là cái phòng phải sạch. Yes, đúng rồi. Giống như cô Khanh nãy giờ nói vậy đó, không được dùng đồ bừa bãi. Hôm nay là không có dùng đồ bừa bãi nè, đừng nói là nghe chị Hằng vô phá cửa lại nên giấu đồ lên lẹ đúng không? Ok. Đó, rồi xong phải quét nữa nghe chưa? Yep. Đó, quét cái chổi cô Khanh để ở ngoài đó. Yep. Mình thấy phòng dơ là mình phải quét. Bây giờ đâu biết chị Hằng ghé bất cứ lúc nào kiểm tra đâu. Đúng phải không? I visit anytime. Ok. If I look old, very dirty. Yeah. I'm mad. Don't worry. Thằng giận á, khi nào mà thấy dơ là thằng giận á. Okay. Ha. It's clean enough, yeah. Miễn khi nào thấy dơ là phải clean up. Okay. Okay. Và phải good thì mới được chiếc xe 3,000. Yep. Còn không good á là chị Hằng trả tiền lại cho nhà hảo tâm, không có mua xe 3,000. Okay. Hiểu chưa? Hiểu. Okay, hiểu, right? Yep. As soon as I get my car, I'm going to work. DoorDash. As soon as I get that car, I'm going to work. Okay, bây giờ I will make money. Kiếm mua cái xe 3,000. I will pay 11 and 12. Yeah. Xe 3,000. Tháng 11, tháng 12. Bây giờ chị Hằng nói tiếng Việt nó không có hiểu nhiều nè quý vị. Chứ xe 3,000 là của một người này Hằng không có thể nói tên. Đây là của một người Hằng không có thể nói tên được nha quý vị. Thì cũng muốn cho Việt nó đứng lên. Cho nên mới gửi tiền cho Hằng mua cái xe cho Việt, mà là bắt nó phải hứa là nó phải đi làm. Đây là của người Hằng không thể nói tên được, nhưng mà đại khái là muốn nhờ Hằng giúp Việt như thế nào đó để cho Việt nó good
nó nghe lời được thằng mà nó sống lại được cuộc sống tốt thì cái đó là cả gia đình ai cũng mừng rồi đó. Nó nãy ủa tao nói thầm thầm vậy mày hiểu tao nói gì không? Không nào biết mày hiểu ok đại khái bây giờ chiếc xe 3.000 vậy mày không gước là không có chiếc xe 3.000 đâu. Ha hiểu chưa, thằng nói chưa? Phải làm là phòng sạch sẽ. Nhắc lại đi. Phải làm phòng sạch sẽ rồi sạch gì nữa? Thì hàng ghét mát. Thì hàng ghét mát. Phải đi làm chưa? Phải đi làm. Phải stay drug free chưa? Phải cái đó phải free, ok? Phải đi làm để kiếm tiền tự trả tiền phòng. Trả tiền phòng chưa? Focus on making money. Tự trả tiền phòng, tự mua đồ ăn. Và chị Hằng thích nước tiểu anytime. Nước tiểu. Thích nước tiểu anytime. Anytime. Nếu mà chịu những cái lực của chị Hằng đưa ra, có chiếc xe 3.000. Không chịu những cái lực của chị Hằng đưa ra, không có chiếc xe 3.000. Hiểu chưa? Yeah. Rồi bây giờ nó tự nhắc lại của nó. Follow your conditions, yeah, conditions. Ok. Đó bây giờ thì nếu mà quý vị ai có chiếc xe vào khoảng cái độ 3.000 mà Hằng nói đó thì nhớ điện cho Hằng hoặc text message cho Hằng biết để Hằng tới Hằng có thể coi chiếc xe như thế nào rồi để cho mua cho Việt, bắt Việt phải đi làm. Hiện tại thì cộng đồng mạng bà con giúp cho Việt được 3 tháng tiền phòng, với lại bữa đó là Hằng đọc tên là được 2.700, với bữa nay thêm 100 nữa được 2.800. Nhưng mà trả 3 tháng tiền phòng nè, với lại đi mua đồ lặt vặt cho Việt hôm bữa kia hết 200 nữa. Là thật ra hôm đó cái bữa 200 mà Việt Hằng đưa ở nhà đưa cho Việt để bỏ túi á, là đưa 200 nó đi mua đồ mà đi ra gặp ông Lộc, mà khi nó thấy ổng la làng cãi um sùm đó, nó muốn lấy 100 nó móc nó đưa ra để nó đâu có hiểu đâu, không có cãi. Thì Hằng mới nói là ở đây không phải là cãi, mà chị Hằng muốn nhắc nhở cho những người khi được giúp đỡ rồi, có tiền ăn, có tiền phòng rồi hết trơn mà không chịu đi làm, để ra ngồi đó gạt người ta là chị Hằng không thích. Cho nên chị Hằng dặn Việt là không có được lấy tiền đưa cho người ta như vậy. Hiểu không? Tại vì cái tiền đó là tiền em cũng lấy từ Mạnh Thường Quân cho em. Tại vì khi chị Hằng nhận tiền á, ở đây Hằng nói tiếng Việt nhiều như vậy á, Hằng muốn gửi tới tất cả mọi người, chứ Việt thì nó không hiểu nhiều Hằng nói như vậy đâu. Hằng muốn gửi tới tất cả những bà con cô bác khi xem video của Hằng thì hiểu. Hằng khi một khi quay giống như là giúp những cái hoàn cảnh giống như Việt hay là chú Lộc đó, thì được các Mạnh Thường Quân cùng chung tay cho tiền để có chỗ ở trước tạm thời, rồi sau đó kiếm việc làm. Cho nên chú Lộc lúc đầu là hứa rất là rõ luôn là Hằng giúp chú lần cuối, cho chú cơ hội khi chú có chỗ ở xong chú sẽ đi kiếm việc làm chứ không đi ngồi xin nữa. Cái đó là lời chú Lộc hứa. Cho nên sau đó khi Hằng chú Lộc thì nghĩ là Hằng lấy tiền xong và Hằng trao, lấy tiền Mạnh Thường Quân và trao một cục tiền đó cho chú Lộc, chứ không có nghĩ là Hằng lấy tự đóng tiền phòng. Cho nên không có nghe cái ý của chú Lộc và chú Lộc nổi giận như vậy. Mà thực ra những cái video bất kỳ khi Hằng giúp ai, cái số tiền Hằng nhận đủ lúc nào cũng 3 tháng tiền phòng cho mọi người. Bất kể ai cũng vậy, Thiện lúc đó cũng vậy. Khi Hằng nhận đủ tới chừng đó 3 tháng tiền phòng và còn dư chút xíu để sắm lặt vặt cho họ và đưa cho họ để họ làm hành trang những cái tháng đầu để họ chuẩn bị kiếm việc làm, thì Hằng nhận cho mọi người như vậy là vừa đủ và Hằng ngân, Hằng không bao giờ nhận nữa. Chứ không phải là khi mình một cái trường hợp đó mình giúp thì mình cứ nhận tiền hoài để cho người ta, đó là một cái đà để cho người ta có thể làm biếng, người ta không chịu đi làm mà có tiền người ta ăn, chẳng khác gì mình bị người ta lợi dụng để cho làm cái bàn đạp để cho người ta lấy tiền ăn. Cho nên that's why ở đây Hằng giúp là bước đầu, lúc nào cũng 3 tháng tiền phòng cho ổn định, và cái thứ hai là có dư lặt vặt để mà đi mua đồ sắm trong cái lúc mình chờ để xin việc làm. Đó thì dư ra chút, giống như chú Lộc cũng vậy, và sau đó người ta gửi nữa thì Hằng không có nhận. Cho nên á, những cái gì á, Hằng làm là Hằng không có thẹn với lòng mình khi mình phải làm gì. Giống như Việt cũng vậy, Việt nó không đòi hỏi bất cứ một đồng bạc nào của Mạnh Thường Quân nha quý vị. Nhưng tiền Hằng đọc lên đâu đó công khai đàng hoàng rõ ràng có 2.700, 2.800 thôi. Và 2.800 đó là đủ rồi, Hằng không có nhận nữa. Và 2.800 đó Hằng đã trả tiền phòng cho em Việt 3 tháng tiền phòng. Là hồi nãy trả 1.100 với bộ hổm, trả 1.500, trả 550 nữa là 1.650 tiền phòng.
cho 3 tháng dự phòng hết 1.650 và còn lại bữa kia là 200 để cho việc nó đi mua lặt vặt, còn cái ngày trước đi mua mấy trăm là chị Hằng cho hết những cái ngày đầu lên đi mua lúc đó, với có của 100 chị đi cho là cho nên hôm nay đó là còn lại Hằng còn giữ của em Việt là 900 đô, chị Hằng còn giữ tiền của em 900, nhớ chưa? Thằng Việt một đồng nó cũng không có yêu cầu, nó không có xin đâu nha quý vị. Cái này là nói thiệt, cho nên khi mình giúp những trường hợp nào mình thấy cái người người ta rất có tự trọng, người ta biết người ta có tiền nhưng người ta không có đòi, người ta biết chị Hằng giữ đó là để trả tiền phòng, hoặc khi đi mua những gì cần thiết chị Hằng chở Việt đi mua, cho nên khi đưa tiền Việt á, Hằng có kiểm tra hết là Việt xài cái gì hết á đó. Cho nên những cái gì good á thì Hằng nói good, còn những người nào mà lợi dụng mình để lấy đồng tiền, họ chà đạp mình á, là cái đó là giống như chú Lộc đó, Hằng dám nói thẳng luôn. Thì em Việt ở đây á, là cái nệm cũng được một cái mạnh thường quân đó cho, nhưng mà Hằng không có tiện nói tên mạnh thường quân đó, và mạnh thường quân đó cũng cho 3.000 mua cái xe luôn. Mạnh thường quân đó muốn em Việt nhờ Hằng giúp em Việt đứng lên lại giùm để làm lại cuộc đời, cho nên tiền của mạnh thường quân ở ngoài á, cho bây giờ Hằng không có nhận nữa, và tới đây là Việt ổn định rồi, và Việt có chiếc xe là Việt phải đi làm, Việt hứa rồi, Việt nghe lời chị Hằng, Việt phải đi làm, ok. Và sau đó có cái gì thì Việt cứ nói cho chị Hằng biết ha, đi làm hoặc là cuộc sống như thế nào, cái phone của mày gọi chị Hằng gọi không có được, bây giờ cái phone hư không xài được đúng không? Không xài được đúng không? Đi lấy cái phone Obama khác hay là sao? Hay là đi mua cái phone cũ khác xài, cái nào xài được? Chắc là đi mua cái phone khác đó. Đi mua phone khác phải không? Ok, để chị Hằng kiếm coi cái phone nào rẻ rẻ hơn 100, 200 gì xài được đó. Phone chừng 200 đổ lại xài được rồi, 170, 180 xài được rồi. Ok. Chứ phone của nó đó là phone nó xin Obama, mà có khi gọi được, có khi gọi không có được, quý vị ơi. Chắc là cái phone này cái gì lạ quá. Bây giờ đưa ra chị Hằng bấm vô lại nữa cái được không just nha. I get the drop calls. Ok, bây giờ chị Hằng gọi nè, mày cầm đó đi. Ok. Mày cầm đó đi, chị Hằng gọi á, coi nó vô không nè. Đó. Phone đang mở đó đúng không? Oh, let's see here. Gọi không có được. More connected settings. Còn không có được, chắc phải đi mua cái phone khác cho nó. Đi mua phone khác, bây giờ ở đây còn 900, có gì chị Hằng à? Chị Hằng chích ra khoảng 100 mấy 200 để chị Hằng mua cho mày cái phone khác, để mỗi lần gọi á là phải liên lạc được. Hư rồi, cái đó hồi đó giờ không có gọi được. Hồi đó giờ gọi nó không có được, gọi vô nó đang mở phone vậy chứ cầm nó té 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 cái gì đâu con mà. Không có liên lạc được, không có sóng gió gì chân á, tại vì nó có đóng tiền, nó phone nó phone phi mà, phải không? Đâu có xài được, đâu có xích nào, có gì lạ không? Không có xích nào, không có xài được. Để thôi, để chị coi, chị Hằng rảnh mua phone khác cho mày đi. Bây giờ hy vọng là có chiếc xe trước để bắt mày đi làm đo đát trước, thì mày kiếm tiền về cho chị Hằng coi thử coi. Ê, mày đi làm đo đát ngày nào mày có nhiêu tiền mày mới khoe với Hằng biết nha. Ok, yeah, I will tell you. Khoe cho mày có nhiêu tiền, ngày nay mày đi làm được nhiêu tiền á. Yeah, ok, I'll do that. It has a program. Còn cái phone thôi, cái phone gắt cái phone đó đi, để chị Hằng mua phone khác cho. Yeah. Ok, bây giờ thì chị Hằng chích ra cái tiền mày còn đó mua cái phone khác, để okay. Mỗi lần chị Hằng gọi là phải nghe. Ok, ha, thì mày có chiếc xe 3.000 ha. Ok, rồi nhớ cái niệm là cũng đã ngon lành rồi. Look much better. Cũng ngon, mày đem mày nằm thử được việc, vừa không? Okay. Cái dừa không phải ngắn thôi. Yeah, okay, good. Dừa ok vậy. Yeah, okay, được rồi. Được rồi, không có ngắn. Yep, very comfortable. Đó, vậy là ok kia, rồi. Dường kia này, thằng này đầu dường kia nó đau quá mà, just better. Better vậy? Yeah. Mấy bữa nằm dưới gỗ này đau. Mấy bữa nằm dưới gỗ đau, bây giờ cái niệm ok rồi. Ok. Cái niệm ok là được rồi ha. Được. Rồi, vậy bây giờ là phải gắn sống tốt, sạch sẽ nè. Rồi cô Khanh nói là, cô Khanh quên mình là không có được đi về quá 11 giờ đêm là có làm đúng không? Ờ. Có phải không? Có. Có vậy là good rồi, ok, good. Rồi vậy đi, bây giờ chị Hằng đi về. Ok. Ha. Về đi exercise nữa. Đi exercise nữa? Được. Rồi, mày phải chạy, mày chạy mày có ăn gì không?
Hả? Mày chạy mày phải ăn nhiều vô thì mày mới có má sồ chứ. Ờ, dạ, dạ, dạ. Uống nước vô. Uống nước không ạ? Ờ, giờ ăn. Dạ, dạ. Ăn cái gì tiền rồi cất vô, có 100 đó. Mình, ăn, cất vô, mua đồ ăn thì ăn. Bà mình xoài hamburger. Hamburger hả? Đó hamburger trong tủ lạnh con kìa. Đó là cơm sáng rồi, cho breakfast. Nó sẽ ăn breakfast. Ờ, để ăn breakfast, đúng rồi, cho nó breakfast. Thì mày phải ăn nhiều, mày mới có sức mày chạy, mày mới mới làm cảnh sát được. Tại vì nói là thi vô cảnh sát á, phải có tiêu chuẩn cái cân nặng luôn, chịu cao luôn. Yeah. I need to run the run, I need to pull-ups. Ờ, pull-up nữa, có pull-up không? Ờ, phải làm pull-up trước, phải làm cái lưng. Lưng cho nó mạnh lên rồi, chứ mày làm... biết pull-up không? Push up yeah, biết giờ mà. Đâu, làm thử anh. No, no, làm nó được, chưa làm. Chưa phải đi làm về pull ups. À. Phải mạnh lên cho cái làm cho lưng mạnh hơn. Cái đó đi vô chỗ tập gym không? Không khăn gym không? Cần cái bar đó, đi ra ngoài đường đi ngoài cái park. Cái bar rồi làm cái pull up, làm chắc làm. Thì chạy bây giờ đi kiếm đâu mà có nào pull up bar rồi làm pull up rồi đến xong rồi đến làm push ups and sit ups. Ừ. Oh, về biết exercise rồi, anh không có exercise. Mỗi ngày này chưa có làm pull up, chưa có gì hết phải không? Ngày nào là walk every day. Walk every day, walk hay là chạy? Run, walk. Walk and run, yeah. Oh, walk and run luôn. Yeah. Thì lên you work exercise gì, you phải ăn nhiều, nó mới có cân nặng lên được. Ờ, bây giờ mới làm full shop rồi, bây giờ nó dở cái khói mới. Nó gửi về là nó nhận vô phải không? Ờ. Nó phải bỏ cái cũ, giờ nó dỡ cái mới mới lại. Là cái thẻ mới. Dạ, yeah, rồi phải chờ 2-3 ngày nữa. 2-3 ngày nữa hả? Dạ. Yeah. Ok, rồi với đưa làm thử rồi có gì vô báo chị Hằng biết nghe chưa? Rồi, đi đó. Rồi cái phone á thì thôi chắc mày đi mua cái phone khác cho mày đi. Nha, yeah. Có gì chị Hằng mua cái phone khác. Dạ, yeah, ok. Rồi lấy cái số khác luôn. Số khác, ok. Cái số khác mỗi tháng mình đóng tiền đi cho rồi đi, tháng đóng mấy 20 đồng, 25 đồng gì đó. Okay, okay. Yeah. Để cho có cái phone xài cho chị Hằng gọi mày nghe chứ gọi nghe được như tao rồi. Ok. Rồi, okay. Say bye bye. Bye bye, thank you. Thank you, ok, bye bye. Yeah.